ngay trong ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này hai nhân viên gác barrier vào đêm qua là phạm văn vui và nguyễn văn hùng cũng đã được triệu tập để điều tra mặc dù vẫn chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân của vụ tai nạn nhưng theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết sau khi nghe tín hiệu báo tàu nhân viên ra đóng barrier chậm lúc này thì xe tải trở đá đã, đã đi qua tổng hợp sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung rõ hơn về vụ tai nạn này Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, tại khu gian ga khoa trường xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, tàu hỏa mang số hiệu SE19 với khoảng 400 hành khách di chuyển chạy theo hướng Bắc Nam khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm thẳng vào xe tải hiệu Hover mang biển Nghệ An đang chở đá băng qua đường ngang. Hơn 200 mét dây bị hư hỏng nặng, đầu máy bị đổ và 6 toa xe bị chật bánh khỏi đường sắt, xe tải hư hỏng. Tại đoạn giao cắt nơi xảy ra vụ tai nạn không có chắn tàu hoặc chắn tàu chưa hạ. Lái tàu và phụ lái tàu tử vong tại chỗ khi bị kẹt trong cabin đầu máy, tài xế xe tải đang trong tình trạng nguy kịch. Có 9 người bị thương gồm 3 nhân viên đường sắt, tài xế xe tải và 5 hành khách đi tàu.